Chú có nhắc đến về những cái người mà đã xin cho chú sống, đã cầu mong cho chú sống thì có lẽ là không thể thiếu được người mẹ. Và trong cầm cái video mà thực sự là nó có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, đó là cái giọt nước mắt của chú khi mà chú lắng nghe cái bài hát Mẹ ơi con đã Mẹ già ơi rồi. con đã già rồi. Trong cái hoàn cảnh đó là những người bạn đang ở bên cạnh. Và cháu có liên tưởng đến cái giọt nước mắt mà chú kể rằng là cái giọt nước mắt chảy vào trong khi mà chú nghe tin mẹ mất. Đó là hai một giọt nước mắt nó khác nhau thế nào? Nó là sự ân hận, sự dằn vặt, nó đau khổ đến tột cùng. Nhưng cái chính là cái sự ân hận. Cái ân hận nó khủng khiếp. Tức là thế nên nhiều lúc vẫn chú vẫn thường nói là thôi đừng làm gì để mà ân hận. Các bạn trẻ nhiều lúc các bạn không hiểu ở đấy nhưng mà chú vẫn nói là thôi đừng làm gì để mà ân hận. Trên đời này cứ ân hận thì đã muộn. Đúng không? Cháu cứ nghĩ sẽ cứ ân hận thì đã muộn. Cứ thà đằng thà rằng thế nhưng mà cuối cùng khi ân hận lắm rồi thì đã muộn rồi, không kịp nữa. Thế nên những giọt nước mắt chú khóc mẹ chú là chú thực sự ân hận một cách thực sự luôn. Tức là mình đã để làm khổ cha khổ mẹ, sau lúc mẹ mất thì mình không có mặt ở nhà. Cháu không? Nó sẽ theo chú suốt đời chứ không phải thì chỉ xem một theo một khoảnh khắc đâu. Theo khoảnh khắc. Thế nên chú muốn gửi đến thông điệp với các bạn trẻ là gì? Tức là chú vẫn nói, chú không dạy các bạn. Kể cả như trước đây chú từng nói là Việt Nam không có giang hồ, không có xã hội đen hay là các cháu đừng như chú lọ kia thì nhà chú vẫn nói chú không dám dạy các cháu bởi vì các cháu sống ở cái thời đại bây giờ là thời đại mở, thời xã hội phẳng, thông tin đa dạng đa chiều, thế các cháu có quyền lựa chọn cho cái tương lai trong cuộc sống của các cháu. Nhưng các cháu chú chỉ muốn các cháu là một lúc nào đấy nếu như các bạn có mà xem chú ở trên thì các cái mạng thì các bạn mới nhìn để nhìn vào cái gương chú để bảo à cái con người ấy đã từng như thế nhưng bây giờ như thế để rút kinh nghiệm cho mình thôi chứ chú không muốn dạy, không muốn dạy các bạn ấy. Còn những giọt nước mắt khi đã khóc ra rồi thì nó đều là cái một sự ân hận, sự day dứt. Cái người người chết, người ta chết đi, người chết đi rồi, chết đi nghĩa hết. Nhưng khi người ta chết đi rồi thì người ta sẽ để lại cho những người sống như chú cháu mình ấy một cái suy nghĩ, một cái dằn vặt đấy. Nói về người cha người mẹ thì dù có cách dạy con như thế nào thì vẫn luôn có một cái tình yêu Bảo thương con. bọc yêu thương con. Thế nhưng mà trong cái thời điểm những năm tháng thời chú còn trẻ, có cái gì đã cuốn chú đi, đã rời khỏi Hà Nội, rời khỏi cha mẹ? Nó là tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ. Cái thứ nhất là cái nếu như bây giờ mình nhìn lại thì mình thì có thể là cái thứ nhất là cái kém suy nghĩ. Thế nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh lúc đấy thì nó chỉ là một cái máu phiêu lưu của cái tuổi trẻ thôi. Đúng không? Tức là ham tìm hiểu, ham chinh phục. Cháu hiểu hiểu không? Tức là thích thích khám phá. Đấy đơn giản nó chỉ là vậy. Thế thì những lúc đấy là tức là bỏ mặc các những lời nói của cha của mẹ, bỏ mặc lời nói của cha của mẹ, mình cứ lao vào sống với anh với em ngoài đời thì cứ nghĩ là mình hết mình vì anh với em ngoài đời thì là mình oai. Tức mình đi đường nữa là người lọ người kia nhìn mình rồi ra các khu vực đâm chém các cái vũ trường các cái bến bãi thứ mọi người tôn trọng mình thì nghĩ mình là oai. Thế mình nghĩ thế thôi chứ mình không nghĩ đến cái sự đau khổ của mẹ, cái sự lo lắng của bố mẹ. Bây giờ mình già rồi mình mới hiểu được cái sự lo lắng của bố mẹ là như thế nào. Thế lúc đấy là đơn giản chỉ vì là mình còn trẻ, mình chưa cảm nhận được, mình chưa hiểu được hết, mình sống sống cho chính mình. Thế bây giờ vẫn nói cái lớp trẻ vẫn nói là gì, thỉnh thoảng vẫn bảo là gì, vẫn chú vẫn nhỏ vẫn đọc được mấy cái báo hay mấy người nói là các bạn trẻ hãy làm những gì con tim mách bảo đấy. Rồi trẻ là phải xê dịch, phải di chuyển, phải phải trải nghiệm nó kia. Nhưng mà đấy, thế thì vẫn làm những gì con tim mình bảo, vẫn xê dịch, vẫn di chuyển, vẫn làm những gì mình thích. Nhưng đừng thích như chú.
Thích như chú là nguy hiểm, thích như chú là sẽ để lại sự ân hận suốt đời.